mẹ muốn bày tỏ quan điểm để khỏi mang tiếng mẹ chồng với nàng dâu. Mẹ muốn tất cả mọi chuyện phải được rõ ràng từ ban đầu. Mẹ của mình rất hiền, nếu như mẹ có la rầy gì em thì cũng vì muốn tốt cho em thôi. Em đừng để bụng nha. Nhập gia phải tùy tục là lẽ đương nhiên. Nếu như còn thấy sống chung không thoải mái thì ta cũng không còn gì để nói. Mẹ thứ lỗi, xin phép mẹ cho con được cưới vợ. Ta đồng ý. Con cảm ơn cô đã đồng ý. Ô Xin phát sóng lúc 6:15 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và 22:30 cùng ngày trên kênh HTV3.